Xin chào các bạn trở lại kênh Sô Ba Nguyễn của mình. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn làm một món trứng ướp hải sản hay còn gọi là chawanmushi của Nhật. Món này thì cũng gần giống món caramel thôi, nhưng mà các bạn làm nó khác một chút vì nó không có cái vị ngọt như caramel. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn thì theo cái cách của người Việt mình ăn để các bạn ăn cảm thấy nó hợp lý, nó ngon. À, tại vì nếu mà trứng của Nhật cũng hấp thì nó nhạt lắm, mình sẽ làm đậm một chút cho các bạn. Mình sẽ tiếp theo cách của người Việt. Thì các bạn xem video thấy hay mà nó ý nghĩa, các bạn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và mình ra những video tiếp theo các bạn nhé. Thì nguyên liệu thì gồm những thành phần sau. Để làm món chawanmushi thì các bạn cần những cái dụng cụ sau. Thứ nhất là các bạn cần một cái vợt lọc và một cái bát, hai cái bát nhé. Các bạn cần hai cái bát để các bạn đánh trứng và một cái phới để các bạn đánh trứng nhá. Và các bạn cần một cái chén, các bạn có nhiều chén thì tốt, chén hấp chawanmushi trứng hấp của Nhật thì các bạn có lắp đậy đó. Nếu mà các bạn mà không kiếm được chén thì các bạn đành phải lấy các cái hộp nhựa mà người ta hay dùng để làm caramel các bạn nhớ, thì các bạn đành phải lấy cái này thôi, tại vì không phải ai cũng kiếm được cái chén hấp chawanmushi như kiểu như này đó. Thì như vậy, nguyên liệu chính thì bây giờ thì gồm có trứng các bạn 6 quả của mình. Cái này là cái cây chả rùa, các bạn ra siêu thị người ta gọi là maruto, chả cá xoắn đó, thì các bạn ra siêu thị mua là có, với cả thanh cua nhé, thanh chả cua các bạn ra siêu thị cũng có. Và các bạn cần có tôm, đây là các cái nhân ở trong trứng hấp các bạn nhé. Tôm thì mình mua sống về rồi, nhưng mà sợ để lâu tôm nó ướt nên mình đã trần sơ luộc chín rồi. Tôm thì các bạn đun nước sôi, cho chút muối vào, các bạn thả tôm vào, vặn nhỏ lửa và các bạn đun khoảng 3 phút là chín thì các bạn bỏ ra. Thì lấm thì các bạn cũng ngâm và trần chín luôn cho mình nhé. Đậu que các bạn cũng trần chín cho mình, tái tái thôi. Hạt bạch quả các bạn để sống hoặc trần cũng được. Còn hẳn là đậu edamame, đậu đành đông này thì nó đã hấp chín sẵn rồi. Đó. Về nguyên liệu pha sốt thì các bạn cần phải có cho mình sake, rượu sake nhé. Tí nữa đong cụ thể mình sẽ báo bao nhiêu. Xì dầu Nhật các bạn nhé, Kikkoman. Các bạn cũng có thể thay xì dầu Việt cũng được. Thì hướng dẫn các bạn làm cho Việt Nam thì các bạn dùng mì chính nhé, hoặc là dùng bột Honda Si của Nhật. Các bạn cho một trong hai cái này. Đấy, nếu mà Nhật thì mình sẽ dùng Honda Si. Các bạn có đường đấy nhé, đường và muối nhé. Muối đó và mizin nhá các bạn nhá, mizin và nước là 500ml các bạn nhá. Bây giờ các bạn sẽ đập trứng ra bát nhá. Trước khi đập trứng ra bát thì các bạn nên đập vào một cái môi nhỏ hoặc cái bát nhỏ để phòng khi trứng nó bị hỏng, nó sẽ hỏng cái bát trứng của mình. Các bạn cứ đập từng môi nhỉ, không các bạn thấy nó không bị hỏng thì các bạn sẽ cho vào trong bát. Ở đây thì trứng các bạn nhớ là chỉ lấy trứng gà nhé, các bạn đừng lấy trứng vịt nhé, vì trứng vịt làm nó sẽ không hợp với món ăn này. Trứng thì ở đây mình có trứng 6 quả nhưng mà nó to nên mình chỉ lấy 5 thôi. Còn các bạn mua trứng thì các bạn cứ làm theo tỷ lệ 6 quả cho mình. Bây giờ các bạn cho nước vào nhé. Các bạn 6 quả trứng thì các bạn cho 500ml nước vào cho mình. Đây mình 5 quả thì mình sẽ cho khoảng tầm gần 500 thôi, khoảng 450ml thôi.
Sau khi cho nước vào thì các bạn cho gia vị vào. Gia vị thì các bạn dùng muỗng đong, tỷ lệ muỗng 15 đong nhé. Mình sẽ đong cho các bạn là mizin, các bạn đong 15ml cho mình. Tiếp theo là sake, các bạn đong cho mình một muỗng 15. Tiếp theo đó là bắt đầu là đường, các bạn là đong đường thì các bạn cho mình một muỗng 2,5 thôi nhé. Ở đây là mình đong công thức theo cái vị để cho các bạn ăn nó dễ ăn. Mình đã chỉnh một chút rồi. Đó. Tiếp theo là các bạn cho mình Hondashi. Hondashi là bột cá của Nhật đấy. Hondashi các bạn đong một muỗng 2,5. Mình không cho mì chính, mình cho Hondashi. Tiếp theo đó là muối, muối thì các bạn dùng hai ngón tay các bạn cho một ít muối vào thôi nhé. Sau khi cho gia vị thì các bạn đánh đều trứng lên. Đánh đều tan cho nó quện vào nhau, cho nước với trứng nó đều hết vào nhau thì sau đó là... Bây giờ là các bạn cho thêm mình xì dầu, một muỗng 2,5. Nếu các bạn không có gì dầu thì cũng được, các bạn không cần cho, nhưng mà các bạn cho tăng thêm muối một chút, khoảng 2 ngón tay muối nữa. Bây giờ các bạn đánh đều lên. Trứng thì sau khi đánh đều các bạn cho qua một cái dây lọc để các bạn lọc hết các cái vỏ trứng với cả để cho trứng nó mịn, khi mình hấp cho ăn thì nó sẽ đều màu. Sau khi lọc trứng xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhân. Làm nhân để làm hot cho ăn. Cho ăn là tiếng Nhật, còn tiếng Việt mình sẽ gọi là trứng hấp. Thì bây giờ là các bạn sẽ lấy hai cái chén ra. Mình sẽ cắt nhân để cho vào chén. Trước tiên thì hạt bạch quả thì các bạn tách vỏ ra và tách nước cái màng ở trong hạt bạch quả ra, cho vào chén. Mỗi một chén thì bạn có thể cho một hoặc hai hạt bạch quả cũng được, tùy theo sở thích của các bạn. Tiếp theo là nấm, thì các bạn sau khi ngâm thì các bạn bị nhiều nước thì các bạn nên lấy một tờ giấy thấm, một cái khăn để các bạn thấm hết nước ở nấm đi, để nó không bị phai ra cái cho ăn, nó làm mất màu của mình. Các bạn cắt bỏ chân đi, sau đó các bạn cắt làm đôi hoặc làm ba tùy theo các bạn. Tiếp theo là hạt đậu lành. Này thì các bạn tách vỏ hạt ra thì các bạn cho hạt vào đấy. Hạt đậu que thì các bạn cắt khoảng tầm 2 cm cho mình. Sau khi đã trần các bạn cắt 2 cm. Đó, các bạn thả vào, nhiều ít thì tùy các bạn. Về thanh cua thì các bạn cũng thấm nước cho mình nhé. Thấm nước đi. Các bạn không thấm nước là nó sẽ phai ra cái chao ăn, nó làm chao ăn mình dính nhiều nước thì hấp nó sẽ không đạt yêu cầu. Nên bắt buộc các bạn phải thấm, các nguyên liệu là thấm cho nó nước bớt đi. Sau khi thấm nước thì các bạn cắt làm 4 cho mình. Tôm thì các bạn cắt đầu riêng ra cho mình. Sau đó là các bạn bóc vỏ. Đầu các bạn để tí mình trang trí. Các bạn bóc vỏ tôm ra. Tôm sau khi bóc vỏ thì các bạn cắt thì có hai kiểu cắt. Thì một kiểu các bạn thái hạt nhũ, hoặc các bạn cắt ngang đôi con tôm ra. Có chỉ tôm thì các bạn rạch lấy chỉ tôm, còn không có thì thôi.
Tôm sống thường là mua thì nó ít, chỉ tôm nó không nhiều lắm đâu, có con không. Còn một cách cắt nữa thì các bạn có thể lạng dọc theo con tôm. Lạng mỏng ấy thì cái lạng mỏng này thì mình để ngoài. Có thể tí mình đặt lên trên mặt cho ăn cho nó đẹp. Tại vì nhân thì thường là hấp trứng sống thì nhân hay bị chìm xuống. Bây giờ đến Maruto thanh chả cá xoắn. Thì các bạn cắt cho mình dày khoảng 2 đến 3 ly tùy theo sở thích các bạn. Mình sẽ cắt khoảng tầm 2 ly. Cái này thì các bạn cũng có thể để lát nữa cho lên trên cũng được. Đó, mình cho một cái ở dưới, một cái trên cũng được. Sau khi chuẩn bị ở chén cho ăn sứ thì bây giờ là mình sẽ làm thêm ở cái chén nhựa. Các bạn cho nhân thừa vào chén nhựa. Bây giờ là mình cho trứng vào trong tất cả các chén để mình hấp. Các bạn phải ngoáy đều lên nhé. Trước khi cho các bạn phải ngoáy đều lên để cho trứng nó hòa đều với cả gia vị. Các bạn cho đầy hay là vơi tùy các bạn, nhưng theo mình thì các bạn cứ cho cách miệng khoảng tầm 2 cm là đẹp. Cũng không ít quá mà không đầy quá. Sau khi cho trứng đầy hết rồi thì tí nữa hấp thì các bạn sẽ thả chả rùa lên trên và tôm lên trên. Các bạn hấp khoảng nửa thời gian các bạn sẽ cho lên trên để cho nó nổi mặt nó đẹp. Trứng thì nếu mà có bọt thì các bạn hớt hoặc là các bạn dùng cái khe lửa. Các bạn lắp bình ga mini, các bạn khe hơ nhanh qua để cho nó xẹp mất cái bọt đi. Để khi các bạn hấp cho ăn, hấp trứng hấp thì nó có cái mặt mịn. Các bạn khe nhanh tay nhé. Các bạn đừng để chậm quá, nhanh tay để cho nó nổ, cho cái bọt nó biến mất đi. Thì mình hấp cho ăn nó sẽ đẹp. Bây giờ là mình sẽ đậy nắp và để đem đi hấp. Thì các bạn sẽ hấp riêng cho trứng của cái chén sứ và chén nhựa nhé. Chén sứ các bạn hấp ở trong song trực tiếp cũng được. Nhưng mà chén nhựa thì phải hấp qua cái sừng hấp, vì nó không thể đặt trực tiếp bằng cái chén đó. Sau khi nước sôi thì các bạn sẽ thả cho mình cái chén sứ xuống, đặt hấp trực tiếp. Mình hướng dẫn các bạn hấp trực tiếp cho nó nhanh. Các bạn có sừng hấp thì hấp qua sừng hấp như kiểu hấp sôi cũng được. Hấp trực tiếp này thì các bạn cho nước nó chỉ ngập bằng 1/3 thôi nhé. Các bạn thả hai chén của mình đã làm rồi, các bạn hấp hấp khoảng 6-7 phút, nhưng mà khoảng 3 phút thì các bạn sẽ bỏ ra để cho chả rùa và tôm vào để cho nó nổi cái mặt nó đẹp. Sau khi hấp 3 phút nên là mình mở ra, mình cho thanh chả rùa và tôm lên và cho thêm cả cái hạt đậu lành cho nó màu nó đẹp, nó nổi trên, vì trước đó các bạn cho vào nó sẽ chìm mất. Các bạn cho thêm đầu tôm vào cũng được hoặc không cho cũng được, mình sẽ cho vào để trang trí. Các bạn đặt khéo không bị vỡ trứng nhé, không có bị hỏng. Các bạn đặt nhẹ vào xong rồi để các bạn đậy lắp vào và sẽ hấp nốt cái lửa thời gian còn lại. Cứ khoảng 3-4 phút thì các bạn mở ra, các bạn cho vào xong rồi hấp tiếp khoảng 3-4 phút. Tùy theo cái lửa các bạn để nó to hay nhỏ quá, nhưng mình để cái lửa nó vừa thôi, đừng để to quá mà cũng không để nhỏ quá. Hấp nó sẽ không đều. Bây giờ là thành quả mà các bạn sau khi hấp là như vậy. Đó, thì bây giờ là các bạn sẽ cho thêm trứng Tobiko, gọi là trứng cua đấy, trứng cua ở Nhật, cho lên để trang trí cho nó đẹp. Thì các bạn để ý là cái trứng hấp sau khi hấp là nó không bị rỗ mặt mà nó vàng đều đẹp, mà nó nổi các cái mặt nhân các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho Tobiko vào cho các bạn.
Các bạn đừng cho che mất cái chả rùa nhé, các bạn để bên cạnh chút cho nó đẹp, để cho nó nhìn hết tất cả các cái nhân, những cái nhân là màu đẹp thì nó sẽ nổi lên cho nó đẹp. Đó, các bạn cho ít thôi, đấy, không cần nhiều lắm, đó. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cách làm trứng hấp kiểu Nhật Bản, gọi là chawanmushi. Các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì hãy đăng ký kênh và like chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn thành công trong món ăn này.